trận cuối cho ngày hôm nay 3-1 hay xin lỗi bạn là 3-2 hay 4-1 nó đều như vậy cả thôi. Quân cần Mark Min Catharian Greg từ cái chém cho các cầu thủ bên phía của team BB cộng Hà Nội, nhưng hoàn toàn có thể có tên Maxi đánh cung A hoặc Min Hoan đánh cung A. Còn bây giờ đây là một Min Hoan tới từ game thủ Hồng Anh sẽ cầm Pơ, He cầm Baby Don, cuối cùng là Chip Boy cầm Greg. Như vậy mỗi bên đều có Greg, bên mình có một chém tuyển Pơ. Đây là xe. Vâng, cùng xem trận này tình hình sao. Cung A kiểu lên 4 sớm dành con xe chăng? Dị đấy, các ông đang chuẩn bị dị rồi. Từ từ nhá, để xem bài biết như nào đó nhá. Bài he thì tôi đã thấy ổn rồi. Vâng, có quả phụ, có vòi dành cho Hồng Anh. Vâng, đây là màn hình máy của xe. 7 hiệu 7 con. Bài xẻ đang khá kín nhưng cần phải đi dò thêm để xem thế hạn. Cái mặt xuống nhà Hồng Anh thì đẹp rồi, nhưng còn mặt để hướng lên 12 giờ thì còn phải xem xét. Vâng, S đầu dành cho xe. Vâng, He He đang xung phong đánh chém trận này. Chip Boy vào ôm thằng chủ lực ở bên nó nhé. He ạ, à cái gì nhỉ Chip Boy ạ? Đây là màn hình máy của He, bài đánh 25 dần. Hiệu vòi về, quả phụ có không em? Vâng, trận để quyết định 4-1 hay là cái gì. Thông tin báo về 8 Min Hoan trên 1 dần. Vâng, Katha Greg đều đánh 22 dần dành cho bên phía của đối phương. Ồ, cạnh Min Hoan màu 8 ăn chanh. Vâng, như vậy thông tin báo về không phải đánh 22 dần mà là chậm dần. Chậm rất nhiều dần cho các game thủ bên phía của team BB Club cộng Hà Nội. Trong khi đó Greg vẫn đang cầu vòi. Greg vẫn đang cầu vòi. Sẽ chỉ cần không lủng nhà, nở được cung A và lên 4 là được. Bài xẻ khỏe lắm, siêu khỏe cho bài xẻ luôn. Bài 26 dần tới từ xẻ đã đủ đồ, đã đủ để kích đời rồi. Đây sẽ là BA, còn BM ở khu vực nào? Đây là BM, còn đây là BA. Bơm được 100 thực dành cho He He để He He kích đời khi Obomi Noan của game thủ màu 8, game thủ tí.
Và như vậy là bơm đồ cho Chip Boy trước. Bên kia chỉ một mình màu 5 về lớp lên đời thôi. Hồng Anh đối đầu với màu 7, game thủ BB. Cánh bên kia Chip Boy dâng lờ cả bài. Không ăn được vàng dành cho 7 BB. Hồng Anh lên đời đột biến trận này và BB oảng. BB oảng không ăn được vàng thời điểm ban đầu. Quá hay. Màu 5 là người dâng lờ lên mà đang chọc vào nhà He. Cũng chưa ăn được vàng dành cho He. Đánh kiểu này là cái kiểu đánh He He không cần ăn vàng. Lên bánh xe rồi đập dân mới là chuẩn. Lên bánh xe và đập dân mới là chuẩn trận thi đấu này. Rồi, kịp vẩy E và giữ dân dành cho E. Chưa ai vào. Chỉ rinh rinh để đập dân thôi. Đó là hình ảnh của E. Nhưng phải có cái bánh xe cơ. Nếu không có bánh xe thì làm sao mà đập được. Màu 5 mất vàng, Chip Boy báo về người đi dâng. T công thẳng vào nhà màu 5 luôn. Một trận dâng lờ hiệu quả tới từ Greg khi dâng thẳng vào nhà Maxi. Nhưng tên này mất giò, tên hơi chủ quan. Tên hơi chủ quan của Chip Boy. Còn đây là màn hình máy của game thủ Hồng Anh. Củ hành BB sao rồi? Vẫn đang ổn. Tham Lai 27 và có phù thủ. Tạm thời ổn, thiếu đồ gì chim sẻ đều nói nhé. Còn đây là xe. Bài dị nhân tới từ game thủ chim sẻ. Vâng, màu 5 đang chém He yếu. Trong khi màu 6 là người đã vào nhà Chip Boy rồi. Màu 5 vào nhưng đã thấy có cung A một váy tới từ sẻ. Liệu có tơn công ca từ Maxi của màu 5 không? Đó là điều tôi sợ. Tôi không sợ Y mà tôi sợ là ca. Hồng Anh ơi, thừa thịt bơm cho He chăm lên cái bánh xe. Không fit. Một tí thịt lẻ, 10 thịt xe cho nó một 10 thịt lẻ. Rồi. Thông tin báo về màu 5 fit hẳn. Liệu có tên công ca không? Em ơi phải xem có công ca nhà sẻ không nhá. Không sợ à? Đây là Chip Boy Tham Lai 29. Năm đang thịt game thủ Chip Boy. Nhưng màu 5 cũng fit khá nhiều dần rồi. Quay lại đi nhà 8 đi Chip Boy ơi. Quay đi nhà màu 8 đi. Còn cánh bên kia Hồng Anh vẫn đang ổn. Tham Lai chim sẻ đang nở ra như một cái bát loa. BB chơi trò mang dân đến đập phủ. Và bây giờ tràn những con lạc. Vâng, những con lạc đà vào. Chạy dân vàng. Một tuần mang dân đến đập đầy kinh nghiệm của BB. Rất kinh nghiệm. Tham Lai chỉ là 28/44. Đây là He. Có 600 gô. Chip Boy là vào lủng nhà màu 8 một tuần. Xong trận rồi. Sẽ lên 4 điểm. Vâng, vẫn là Chip Boy và He trong ngày hôm nay. Không, ông này tỏa sáng thì ông kia lại tỏa sáng rồi. Vậy He liên tục tục. Vâng, chém liên tục tục. Quá hay rồi. Đã yếu dành cho bài Min Oan, giờ còn yếu hơn. Vâng, đúng là đã yếu thì giờ còn yếu hơn. Quá nghiệt dành cho màu 8 game thủ tí. Nút thắt trong ngày hôm nay đó chính là tí rồi. Rất nhiều trận tí cầm cung và trận này cũng là cung A Min Oan trong trận thi đấu quyết định. Anh lại lủng. Trần lủng và tiếp tục là dân sẽ bị công vào. Chip Boy lại tiếp tục vẩy E. Nhưng cung A bây giờ thì đã tụ được lại rồi. Nhưng Chip Boy đã làm quá tốt nhiệm vụ của mình. Hồng Anh Tham Lai 30 thời điểm này. Và anh hình như là lên cung A. Trong khi đó mặc kệ ông chim sẻ, ông lên 4 đấy, ông làm gì thì ông ấy làm cái gì thì làm. Đây là màn hình máy của chim sẻ. Tham Lai cực to. Tham Lai 69/64. Đẩy một tuần cung A lên nhà của game thủ màu 8. Nhưng bây giờ cần phải có chém đảo. Đẩy làm cái gì em?
Vâng, trong khi đó đây là game thủ Hồng Anh, timeline 33/48, có cung A2 áo, đang nâng cấp cung A2 áo. Vào vào nhà 8 đi, vào 8 đi, chim bò ơi, quay lại 8 đi. Rồi, chim sẻ đẩy lên, timeline gãy rồi, pha vẩy e, pha vẩy e. Rồi, lại vào ruộng dành cho chim bò, phối hợp rất nhịp nhàng, đường sữa kinh khủng. Và 4-1 VC trong ngày hôm nay, một kết quả mà nó đánh nó cũng đúng rồi. Team bên này thì đá mạnh hơn. Như vậy là ca tới từ màu 6. Ca tới từ màu 6, game thủ Quýt. Ca tới từ màu 6, game thủ Quýt Cam. Sẻ timeline 86. Đang bị cẩu vào cái nhà chợ này, giáp 4 rồi, chờ ca vào thôi. Còn đây là màn hình máy của Hồng Anh. Quay sang nhà màu, vâng, màu 7 còn dâng cả phù lên. Nhưng bây giờ thì là cung A của Minoan, timeline cũng đã là 37/48 rồi. Quay sang chém ca hộ chim sẻ. Vâng, bạn tốt đấy. Dân màu 1 kìa, thủ bìa bỏ đi cũng được. Có y công lên tới từ màu 6 và cả ca. Rất đông, Quýt Cam đang chơi một bài hay nhờ. Một bài liệu có lộn được cái lồng bàn không? Khi mà chim sẻ cũng đang có timeline rất to. Chém hết ca đi. Vâng, có cả cung A của game thủ Hồng Anh. Liên tiếp vào những pha vẩy e để giữ dân tới từ chim sẻ. Timeline vẫn đang là 8x. Vâng, màu 7 cũng lao vào xô vào để ăn gà trong turn này. Cả màu 5 turn ốp quấy, niệm khúc quấy tới từ các game thủ bên phía của team AOE Hà Nội cộng với BB Club. Niệm khúc quấy. Vâng, chip boy về chém ca hộ. Và bây giờ thì cả Hồng Anh sang. Đây là màn hình máy Hồng Anh, timeline 39. Đây là màn hình máy chip boy. Còn đây là he he. Timeline 22 và BB quyết rồi. Tỷ số là 4-1 về C và là 3-2 về C ở C đấu thứ 5 này. 4-1 về tổng C, còn là 3-2 ở C đấu thứ 5. Rất hay và tuyệt vời. Các game thủ ngày mai thi đấu mặc dù vẫn còn một vài cái gợn lỗi, nhưng mà 4-1 cũng đã là tuyệt vời lắm rồi. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn cho kèo đấu khai trương quán Jesus ở địa chỉ là số 10 ngõ 95/8 Chùa Bộc. Hẹn gặp lại các bạn ở buổi tối ngày hôm nay với tiếp tục những kèo đấu của Game TV trong tối ngày hôm nay, sẽ được diễn ra vào buổi tối. Các bạn hãy lên Game TV thân thiết để xem kèo đấu chính xác là với game thủ nào, dường như là Game TV gặp Skynet trong buổi tối ngày hôm nay. Còn kèo chiều thì đã kết thúc và cảm ơn các bạn. Rick it.